hai đội chơi hai màu cá tính đối lập. Hồng Nhung, Hồng Ngọc, Minh Hiếu, Minh Thuận. Cùng sự xuất hiện của khách mời Nam Cường sẽ mang đến những giây phút bất ngờ hài hước nào trong Bí ẩn song sinh tập 31. Em có muốn té lắm mà sợ tơ. Khi sợi dây thần giao cách cảm thể hiện rõ nét qua từng thử thách. Ai hiểu ai hơn? Làm cái gì vậy, đọc lẽ vậy? Thử tài thách trí. Những câu chuyện độc đáo và không kém phần hài hước tiếp tục sẽ được tiết lộ qua những chia sẻ đến từ hai cặp song sinh. Chúng ta hãy cùng đón xem ngay sau đây. Dầu sôi lửa bỏng tới nơi rồi mà hẹn hò giờ này còn chưa ra. Chết tôi rồi. Ôi là Cường. Ủa anh? Giờ này mới tới. Phải không? Khỏe. Làm gì vậy? Làm mặt gì phê vậy? Tao có mặt tỉnh lắm á. Tỉnh quay luôn á. Không thấy con người của em đâu luôn á. Trời ơi, tỉnh táo lên coi. Anh đã hẹn em ra đây để thông báo với em và em hãy giữ bình tĩnh. Nói tới đây không cần mà cho uống cà phê hay là tạt nước em cũng tỉnh luôn á. Chứ gì nữa? Chuyện gì? Em có một người em rơi. Em có một người em rơi? Đúng. Ủa tại sao anh biết? Ai cũng biết hết, chỉ có một mình em chưa biết thôi. Ê khoan, em thấy nó có gì nó sai sai á. Trong gia đình em mà em không biết, em ruột em cũng không biết luôn. Bởi vậy mà anh biết. Biết mọi người đồ. Ủa sao nó kỳ vậy ta? Anh mới nghe, anh mới biết, anh mới tìm hiểu, anh tìm về bằng chứng cho em thấy. Bằng chứng? Đâu rồi em coi. Đây. Đây có phải là em không? Đây, cái mặt giống y chang em. Em rơi của em đây, cái mặt y chang không? Chỉ có điều nhìn nó non, nó trẻ trẻ hơn thôi. Em thấy chưa? Tào lao quá bớt đi. Tào lao gì? Tào lao gì đây là hình hai đứa này là em hết đó. Hình em gần đây nhất ha. Em là hình em 10 năm về trước. Cái gì? Cái này là mấy đứa trong trường sân khấu nó ghép hai cái hình này lại. Nó mời em vô một cái dự án tốt nghiệp của tụi nó. Một mình em đóng hai vai song sinh. Ồ, 10 năm trước. Ừ. 10 năm sau. Thì cái tưởng là đang kể chuyện phim Hàn Quốc không á. Ờ sao y chang vậy? Vì có. Khó tin vậy. Ừ. Ủa mà nhìn rồi 10 năm y chang nhau hả? Ờ sao trẻ mãi không già vậy trời. Xin lỗi nghe. À, làm chương trình về song sinh rồi bí không kiếm ra được người song sinh, cái là gài tôi vô cái này để lỡ có song sinh thiệt là mời lên đây luôn chứ gì. Chứ chơi gì nữa, anh đã mời bao nhiêu cặp song sinh từ nghệ sĩ cho đến tất cả những mọi ngành nghề khác, bây giờ khó kiếm quá em ơi. Dạ khó quá phải không? Ừ. Bây giờ em mời anh đi về Vĩnh Long. Mình sẽ gặp hai cặp song sinh. Ủa em cũng biết Vĩnh Long cũng có mấy cặp song sinh nữa hả? Biết, lượn một vòng thôi là ra song sinh quá trời luôn. Ok, đi Vĩnh Long đi ha. Okay. Đây. Trời ghê ta. Ủa vậy tấm hình này là bài tốt nghiệp hả? Trời bài tốt nghiệp người ta. Tưởng đâu là em song sinh thiệt ông ơi. Giống dữ hen. Tại đây sân khấu quen thuộc của anh đây mà. Mà sao em giống như là nhà em vậy ha? Ủa vậy hả? Em quên mất là vai trò khách mời luôn á. Đâu, cặp song sinh đâu, giới thiệu cho anh biết đi. Rồi bây giờ giới thiệu với anh Hoàng cùng với tất cả quý vị, cặp song sinh là hai nữ ca sĩ nổi tiếng. Mà hai nữ ca sĩ rất nổi tiếng luôn. Đó giờ nhìn không giống nhau mà lại song sinh. Hồng Nhung. Ủa, chị Hồng Nhung cũng có người em, chị em song sinh đó hả? Có, thấy chị sinh con là song sinh không? Trời ơi, hay nhưng mà gì chị ta. Có thêm người em song sinh nữa. Trời ơi, nó nhỏ nha, biết ai song sinh với Hồng Nhung không? Hồng Nhung sẽ chị em. Có một chị nè. Người nào hứa say eo tôi suốt đời đây. Hồng Ngọc hả? Đúng rồi. Ủa kỳ ta, ủa hai gương mặt của hai ca sĩ khác nhau hả? Vậy mà song sinh á. Chà, dạo này showbiz nhiều bí mật quá ta. Ôi, phát hiện động trời của em á. Ôi, cho anh gặp đi. Rồi, bây giờ mời Hồng Nhung và Hồng Ngọc. Chị em song sinh Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Ngọc, 22 tuổi, nơi sinh Đồng Nai, sở thích chung nhảy cover, thần tượng nhóm nhạc Hàn Quốc Winner. Điểm thú vị, chị thuận tay trái, em thuận tay phải, thường xuyên có chung linh cảm. Mình tên là Nguyễn Hồng Nhung, mình tên là Nguyễn Hồng Ngọc. Năm nay hai tụi mình 22 tuổi, hiện tại tụi mình đang sinh sống và ở Đồng Nai. Nghề nghiệp của tụi mình là mình đang học tiếng Nhật và là dancer tự do. Cách để phân biệt ra hai tụi mình đó chính là theo mình đi ra ngoài đường này, người ta nhận diện mình bằng cái nút ruồi trên môi. Còn những ai mà chơi lâu với mình thì người ta chỉ cần nhìn qua một lần là người ta biết đâu là chị, đâu là em. Nhưng mà ai mà chơi mới chơi hoặc này mới biết thì rất khó nhận ra. Ủa đây là hai bạn trẻ mà. Dạ hai bạn trẻ cùng tên thôi anh. À cùng tên với ca sĩ hả? Trời ơi làm tôi tưởng đi ba nãy giờ làm tôi hồi hộp. Tôi chuẩn bị sẵn sàng viết y vay với giấy để xin chữ ký rồi đó. Chào Hồng Nhung và Hồng Ngọc. Dạ. Bạn nào là chị, bạn nào là em? Em là chị ạ. À? À. Bạn là chị, còn bạn là em. Ủa rồi còn ai Nhung ai Ngọc? Em là Hồng Nhung ạ. Hiện tại thì các bạn đang đi học hay đi làm? Dạ em đang học tiếng Nhật và này là một dancer tự do. Dancer tự do.
Múa đương đại hay múa đại? À, đang cover anh. K-pop. Dạ đúng rồi. Còn với Hồng Nhung? Em cũng giống vậy luôn ạ. Trời ơi, hai chị em mà giống nhau mà còn nhảy cover, trời nhìn chắc ảo lắm ha. Mà có bao giờ là những người thân của mình nhầm lẫn mình không? Có. Ba em hay nhầm á. Ba hả? Dạ. Ba ruột của mình. Dạ. Đến bây giờ còn nhầm không? Dạ có. Còn luôn. Còn. Nhầm là nhầm như thế nào à? Dạ có khi gọi Ngọc nhưng mà lại gọi em. Không, cái đấy cũng hay anh. Lấy cớ, ví dụ như bữa nào giận ba, ba gọi mình không thèm quay lại cái hóm nãy là chị con chứ phải con. Trời ơi, rồi bạn nào thí dụ như cúp học đi hay là bị điểm thấp đi, vậy bị kêu tên cái lơ lơ, ủa con là Nhung mà, con đâu phải Ngọc đâu. Chúc cho hai bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngày hôm nay cùng với Bí Ẩn Song Sinh. Dạ, cảm ơn Hồng Nhung và Hồng Ngọc. Xin mời hai bạn về vị trí. Trẻ, đẹp, còn cá tính, còn tài năng nữa. Tôi thích nhảy lắm. Lát nữa hy vọng là các bạn sẽ nhảy đẹp. Rồi, chắc chắn nhưng rồi. Nhưng mà bây giờ cặp thứ hai là nam hay nữ đây? Cặp thứ hai nghe cái tên cũng hết hồn luôn á. Đó chính là Minh Hiếu và Minh Thuận. Chị em song sinh Nguyễn Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Minh Thuận, 21 tuổi, nơi sinh thành phố Hồ Chí Minh, sở thích chung xem phim hành động, nghe nhạc rock. Điểm thú vị, tính cách trái ngược, chỉ có người chị có một bên má lúm đồng tiền. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh Thuận, mình là em và đây là chị song sinh của mình. Mình tên là Minh Hiếu. Hiện tại thì hai chị em mình năm nay 21 tuổi và hiện đang là sinh viên năm tư trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Điểm khác biệt của hai chị em là chị của mình là có đồng tiền, còn mình là không có đồng tiền. Những điều em không thích ở em của em đó chính là em của em khá là nóng tính, mà nhất là mỗi lần mà em học bài thì em có hay cằn nhằn và hay nói nhiều một chút, cho nên em cũng không thích cho lắm. Điểm mà em không thích ở chị em là chị em cũng rất là nóng tính, nhưng mà em nghĩ là điểm này có thể là khắc phục được, cho nên em thấy cũng không phải là vấn đề lớn. Trời ơi, đeo mắt kính cận giống nhau. Chào Minh Hiếu, chào Minh Thuận mà không biết nhìn ai để chào cho chính xác đây. Ai Hiếu giơ tay lên? Dạ em. Em là Thuận. Dạ. Em là em. Vậy đây là chị đúng không? À, đúng rồi. Mọi người thường là Hiếu Thuận ha. Đúng rồi, đúng là rồi. Hiếu Thảo, Hiếu Thuận đó. Đó, rất là giống nhau, chỉ có hai cái mái tóc khác nhau thôi. Ủa. Đây có phải lý do để mà hai bạn đến cho gia đình cũng như bạn bè phân biệt nhau bằng mái tóc không? Dạ cũng đúng ạ. Nhưng mà có một đặc điểm là năm 10 tuổi thì chị em có bị té và ngã trước cục gạch, và sau đó là chị em có đồng tiền. Trời đất ơi, em chỉ anh cái chỗ có cục gạch được không? Cục nào giờ anh cũng muốn có. Em cũng muốn té lắm mà sợ tiền mất mà tật mang. Hay thiệt ha, té đập mặt vô cục gạch có đóng má đúng lùng tiền lên. Kính thưa quý vị, đây là một trong những pha mạo hiểm đừng thử tại nhà. Minh Hiếu ơi, lý do tại sao bạn chọn mái tóc này khác với người em của mình là Minh Thuận? Dạ, em thích cắt tóc ngắn. À, dạ. em cá tính hơn. Dạ đúng rồi. Còn với Minh Thuận? Sau khi chị em cắt á thì em cảm thấy là xấu quá. Ê, cái này ý tưởng hay nè. Em thích cái gì đó nó ổn định hơn. À. Em không muốn nó ngắn quá. Ý tưởng hay. Ví dụ như là bạn này đi, muốn mình phải thay đổi một cái gì đó cho khác lạ, xúi chị đi làm. Xúi chị làm trước. Chị ơi, chị làm chuột bạch cho em đi. Chị sẽ làm trước cho em thấy. Ủa, hai chị em tính cách cũng hơi ngược nhau nhưng mà chơi là hợp. Đúng rồi, cũng hợp, rất là hợp. Tại vì có cái sự đối lập với nhau cho nên có một cái gì đó thú vị. Cảm ơn hai bạn, xin mời hai bạn về vị trí của mình. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng để đón chào quý vị đang đến với chương trình Bí Ẩn Song Sinh. Còn chờ đợi gì nữa, hãy đến với vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Ai Hiểu Ai Hơn. Thần giao cách cảm, một trong những khả năng đặc biệt mà chỉ những cặp anh, chị em sinh đôi mới có được. Ngày hôm nay, cùng đón đợi những màn bắt sóng suy nghĩ đầy bất ngờ của cả hai cặp người chơi qua việc cùng trả lời nhanh 5 câu hỏi xung quanh cuộc sống của chính họ. Mỗi câu trả lời trùng khớp được cộng 10 điểm, không trùng khớp bị trừ đi 10 điểm. Tất cả hai đội và nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay, cái Nam Cường, cũng đã sẵn sàng để bước vào vòng thi đấu được mang tên Ai Hiểu Ai Hơn. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ tặng cho mỗi đội 20 điểm để làm vốn. Để sau này có gì có cái để trừ. Vậy đó, yeah. Chứ không phải là tốt bụng gì phải không? Và bây giờ thì không biết là Nam Cường, với vai trò là khách mời, bạn sẽ chọn cặp đôi nào? Hồng Nhung Hồng Ngọc hay Hiếu và Minh Thuận? Chắc mời chị Diva ra trước đi. Và bây giờ xin mời Hồng Nhung và Hồng Ngọc hãy sẵn sàng với câu hỏi đầu tiên. Con vật mà Hồng Ngọc ghét nhất là con gì? Chỉ có 5 giây thôi, mà con gái ghét con gì ta? Con gái thường ghét con sâu nè. Nói chung là tất cả các loại côn trùng bỏ xác. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Rắn. Bên đây ghi rắn nhái. Khuyên mãi thêm nữa. Ngọc, em sợ rắn. Mà rắn gì em? Rắn này em sợ ấy. Có bao giờ mơ nằm thấy rắn chưa? Dạ có ạ. Rồi lúc đó làm sao? Chạy. Thôi chạy. Chúc mừng các bạn với 10 điểm đầu tiên. Câu hỏi dành cho hai bạn. Kể tên một vật dụng mà hai chị em
dùng chung nhiều nhất? Trời ơi, hai chị em gái dùng chung nhiều nhất chắc là mặc cái quần cái áo ha, hay là dầu gội đầu, son phấn là chấm chấm chấm. 5, 4, 3, 2, 1 xin mời đáp án. Bên kia là gì vậy hả? Son. Bên đây là lược. Lược á thì tại vì tóc các bạn đều cùng dài, son thì mạnh người nào nấy xài chứ ha, nhưng mà hai chị em lại dùng chung nữa đúng không Ngọc? Dạ dùng chung ạ. Nhung có hay dùng chung son với em không? Có ạ, tại vì có cái màu đấy mình thích đó, nên mình xài chung với nhau. Và màu sắc đó là hai chị em cùng thích luôn? Dạ đúng rồi. Màu gì ạ? Đỏ kem ạ. Như vậy là bị trừ đi 10 điểm. Chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát, vân vân và vân vân. Hồng Nhung thích vị nào? Em nghĩ cái này là sẽ dễ giống nhau lắm. Tại vì con gái thích ngọt. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà có khi con gái thích chua. Anh có biết những cặp song sinh là thí dụ như người em thích ăn hành mà người anh không thích ăn hành? Giống như hai mình đó hả, song sinh đó hả? Trời, hai mình song song em ơi, chỉ đứng song song được thôi. Xin mời đáp án. Chua cay. Bên đây chua. Này giống lẩu Thái quá. Bên đây lẩu Thái. Còn bên đây là chỉ là canh chua cá lóc thôi em ơi. Bên đây chữ chua. Bên kia chữ chua. Chung khớp. Hợp lý, cộng 10 điểm. Chúc mừng các bạn, vẫn được tính là hợp lệ. Cái này chắc câu hỏi này cũng không khó lắm đâu. Loại mặt nạ dưỡng da nào mà hai chị em thường xài chung với nhau? Chất liệu ha, thí dụ như là bằng dưới leo, cà chua, cà chua, tây, trứng gà, đó nhiều đó, mặt nạ sữa chua. Xin mời đáp án. Wow. Chà. Cái này là khỏi cần phải thẩm định quá trùng khớp rồi. Cảm ơn các em, được cộng 10 điểm. Ngay sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Con gì đập thì sống, không đập thì chết? Là con gì? 5, 4, 3, 2, 1 xin mời đáp án. Bên Hồng Ngọc thì trả lời là con đĩa. Đĩa. Bên Hồng Nhung trả lời là con mũi. Đỗ Nam Cường, con gì? Dễ ẹt. Con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Đó chính là con tim. Đúng không? Hợp lý. Tim đập thì mình mới sống được, mà nó không đập nữa là mình đứng hình rồi. Như vậy là ở câu đố vui này thì hai bạn chưa trả lời được, bị trừ đi 10 điểm. Từ nãy đến giờ thì chúng ta trả lời chưa trùng khớp và bị sai ý nhau hai câu. Nhưng mà trả lời đúng tới 3 câu lận thì bù qua xét lại, mình vẫn được cộng thêm 10 điểm. Cộng với 20 điểm quỷ nữa là 30 điểm đang dành cho Hồng Nhung và Hồng Ngọc. Chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, và bây giờ Minh Thuận và Minh Hiếu đang sẵn sàng ở vị trí của mình. Họ sẽ cố gắng trả lời thật chính xác 5 câu hỏi mà Hoa Bơ và Nam Cường sẽ đưa ra. Bây giờ sẽ là câu hỏi dễ trước đi, hai Nam Cường dễ đi ha. Rồi, xin mời Nam Cường. Theo hai bạn, màu son mà Minh Thuận thích nhất là màu gì? 3, 2, 1, xin mời đáp án. Hình như là cái gu, cái trend của năm nay là đỏ cam hay sao? Chắc vậy quá. Wow. Có phải là hiện tại các bạn cũng đang xài màu đỏ cam không? Dạ đúng ạ. Thấy chưa, sinh đôi có lời không? Tiết kiệm dễ sợ luôn á. Vô mua cái son cùng màu đúng không? Xong cái một người xài thì ví dụ như 3 tháng mới hết. Đây tháng rưỡi hai người xài hết rồi. Mua cái mới. Đổi tiếp, trend mới tiếp, cập nhật liên tục. Đó, mà đỡ hao nữa luôn. Đặc biệt là màu son lại cùng thích màu đỏ cam là giúp cho các bạn có thêm 10 điểm. Chúc mừng hai chị em Thuận Hiếu. Nghe sau đây, Hiếu Thuận hãy sẵn sàng với câu hỏi tiếp theo. Quyển sách mà Minh Hiếu thích đọc nhất là quyển gì? Sách thì có nhiều loại sách, không thích đọc sách mình ghi không có. Xin mời đáp án. Đó là bộ truyện mà tất cả chúng ta ai cũng biết hết. Thì trong Doraemon á, các bạn thích nhân vật nào nhất? Em thích nhân vật chính nhất là Doraemon. Còn em? Dan hả? Dạ. Trời, đơn đại cũng đúng luôn. Đơn đại cũng đúng luôn. Thì giống như là màu son thì các bạn cũng đọc truyện chung một cuốn đúng không? Dạ đúng rồi. Ai sẽ là người đọc trước? Đúng rồi, đúng rồi, để hỏi tính hỏi câu đó đó. Tại vì hai đứa hay, nếu mà khi mà có cái chuyện gì hay á thì hai đứa sẽ đọc chung. Ngồi chung đọc chung. Chung chung gì luôn. Từ từ chưa có đọc hết mà, lật qua lại coi từ từ. Làm cái gì vậy? Đọc lẹ vậy? Con bao giờ xảy ra trường hợp đó? Có. Lật sang lật lại rồi xong cái người thích, người này thích cái kia này, người kia thích cái kia, nhưng mà tóm gọn lại thì cũng rất là hợp nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn, thêm 10 điểm nữa dành cho Hiếu và Thuận. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Địa điểm du lịch nào mà hai chị em lần đầu tiên đến đó? Wow. Xin mời. Ê, cũng khó đó anh. Lần đầu tiên là hồi cái nhỏ. Cái này thuộc về ký ức. Xin mời đáp án. Dễ sợ thiệt á. Ghê thiệt.
Phú Quốc là các bạn đi hồi lúc nào? Đi lần đầu tiên là cách đây là khoảng 4 năm trước rồi. Rất là thích cái sự không khí trong lành, biển rất là đẹp, nước rất là trong. Phú Quốc cũng đã mang lại cho các bạn 10 điểm nữa. Chúc mừng các bạn. Câu hỏi tiếp theo dành cho hai bạn. Món ăn mà Minh Hiếu ghét nhất là gì? Xin mời đáp án. Trời ơi, cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có ai lắp cái thiết bị gì? Hai đứa ở nhà dễ nuôi lắm hả? Dạ bình thường anh. Tại vì không có ghét cái gì, chắc là cái gì cũng ăn được hết trơn. Dạ em thấy món nào cũng ngon hết. Như vậy là thêm 10 điểm nữa dành cho cặp đôi này. Quá xuất sắc. Đây là một câu đố. Trò chơi gì càng chơi càng ra nước? Xin mời đáp án. Đã có sự khác biệt, đã có sự khác biệt. Tại sao em nghĩ là không có cái trò đó? Nè em chưa nghĩ, không nghĩ ra. Còn đâu ra mà cờ vua cờ tướng là nước vậy? Hả? Nếu như là mình suy nghĩ thì mình sẽ ra được nước cờ. Nước là nước cờ. Hay quá. Xuất sắc luôn. Càng chơi càng ra nước, đó chính là nước cờ và cờ vua và cờ tướng. Chứ là một trong những đáp án chính xác. Không sao hết, bị trừ đi 10 điểm thôi. Thì hồi nãy giờ các bạn đã trả lời trùng khớp 4 câu. Trả lời chưa trùng khớp 1 câu thì bị mất đi 10 điểm rồi. Còn lại 30 điểm. 30 điểm cộng với 20 điểm quỹ nữa là 50 điểm đang thuộc về Minh Hiếu và Minh Thuận. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng thứ hai được mang tên Thử Tài Thách Trí. Thử Tài Thách Trí tuần này có luật chơi như sau. Hai đội chơi đứng tại điểm xuất phát, lần lượt dùng lực và sự khéo léo của đôi tay ném viên giấy vào chiếc giỏ trước mặt. Hết 1 phút 30 giây, cặp song sinh chiến thắng và mang về 30 điểm cho quỹ điểm của mình là đội có nhiều viên giấy hợp lệ nằm trong giỏ. Cặp thua không có điểm. Và chúng ta hãy đến với một không gian ký ức của tuổi học trò. Hai đội hãy sẵn sàng ném làm sao chính xác vào trong rổ đó. Đội nào có số điểm vượt trội hơn, đội đó sẽ có 30 điểm tuyệt đối tại vòng thi đấu này. Sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, bắt đầu! Chỉ có 1 phút 30 giây thôi, nên dù có nhắm lâu cỡ nào thì lâu. Hay quá em ơi! Trời ơi, bên đây đem kiến em! Bên đây đem kiến, bên đây ném chính xác em! Bình tĩnh rồi, nhắm chính xác. Thiệt. Bình tĩnh mà ném nha, bình tĩnh mà ném nha. Cái lực và gia tốc của đường đi phải thật là phù hợp. Nên có thể cái trọng lượng nó sẽ thay đổi. Wow, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Một pha ghi bàn rất đẹp mắt, rất đẹp mắt. Quyết định đây, quyết định. Đây, quyết định. Wow. Như vậy, chúng ta đã có kết quả như sau. Đội bên đây. Quá trời luôn. 2 điểm. Hai điểm như nhau. Hai điểm như nhau. Chơi lại. Chơi lại. Và bây giờ thì Nam Cường cùng với hai đội chơi đã sẵn sàng với hiệp vụ. Tất cả sẽ khó khăn hơn. Diện tích và kích thước của mục tiêu đã được thu hẹp lại. Đây, xin mời quý vị có thể thấy được hai chiếc đũa màu đỏ. 3, 2, 1, bắt đầu! Nào, nhanh em, nhanh em! Mình có 1 phút, nhắm vô thật kỹ gạt. Wow, xém vô rồi, xém vô rồi. Hơn đó nha. Wow, vô rồi. Có người đã vô rồi, có người vô rồi. May quá. Đang ưu thế em ơi. Mới này ráng khẳng định luôn. Trời đất ơi, có một cái màu quê rồi đó. Cái mùi quê rồi. Cái mùi quê rồi. Cái mùi quê đó. Hết rồi. Cố lên em, cố lên em. Cuối cùng. Yeah. Như vậy chúng ta không phải đá penalty nữa rồi. Trọng tài mừng quá. Mừng lắm rồi. Rõ ràng là công nghệ VR ngày hôm nay của chúng tôi đã phải hoạt động liên tục. Và quý vị ơi, hãy cùng nhau tập đếm với Nam Cường. 3, 2, 1. Đếm ngược vậy? Vậy biết trước 3 rồi. À, là 3 phát. Còn bên đây 1, hết. Là 1 điểm. Tỷ số là 1-3. Thì đồng nghĩa với việc Hồng Nhung và Hồng Ngọc đã được cộng thêm 30 điểm, nâng tổng điểm của các bạn lên thành 60 điểm. Và chúc mừng các bạn đã có cuộc lội ngược dòng khá thành công tại vòng thi đấu này. Cảm giác như thế nào khi mà mình lội ngược dòng ngoạn mục như vậy? Dạ em thấy cũng bất ngờ tại vì em nghĩ chắc là không có đạt được. Nhưng mà những khúc cuối cùng thì em cũng cố gắng em ném. Nhưng mà không ngờ nó lại vô hết. Còn với Hiếu thì sao? Thấy Thuận ném tốt hơn hay mình ném tốt hơn? Em thấy Thuận ném tốt hơn. Vẫn còn một vòng thi đấu nữa. Vòng thi đấu này cực kỳ quan trọng bởi vì ai giành ưu thế sẽ được 50 điểm tuyệt đối bởi sự quyết định của ca sĩ Nam Cường. Và hãy đến với vòng thi đấu tiếp theo được mang tên Tài Năng Song Sinh. Xin
chào quý vị đã quay trở lại với những giây phút rất quan trọng cùng với chương trình Bí ẩn song sinh. Như vậy là những vòng thử thách rất cam go, hấp dẫn đến từ hai đội thi tài năng cũng đã kết thúc. Bây giờ 50 điểm còn lại đang tùy thuộc vào sự quyết định của Nam Cường. Bạn đánh giá chung như thế nào về hai đội ngày hôm nay? Ngay từ đầu hai đội đã mang lại cho Nam Cường rất là nhiều cảm xúc, rất là dễ thương, rất là sôi nổi ngay từ những cái phút đầu tiên luôn. Đến cái phần cuối cùng là cái phần mà cả hai đội lựa chọn cái hình thức để biểu diễn, đó là dancing. Minh Hiếu và Minh Thuận hai bạn có những cái điều nhảy rất là dễ thương, cần coi rất là thích. Từ trang phục nè, cách đầu tư các bạn nè, cách kết hợp của các bạn rất là nhuần nhuyễn và rất là ăn ý với nhau. Còn với hai bạn Hồng Nhung và Hồng Ngọc rất là chuyên nghiệp, như đúng với sở thích của các bạn, bởi vì mỗi ngày các bạn đều có sự tập luyện, các bạn đều có sự nghiên cứu với cái bộ môn này. Cường cho điểm từ cảm xúc của Cường là Cường muốn động viên hai người bạn này, bởi vì cái niềm đam mê và hy vọng rằng các bạn theo đuổi và các bạn sẽ thành công với bộ môn này. Đó chính là Hồng Nhung và Hồng Ngọc. Yeah, cảm ơn Nam Cường và chúc mừng Hồng Nhung, Hồng Ngọc đã nhận được 50 điểm cuối cùng. Và cũng chúc mừng cho hai bạn, đó là Hiếu và Thuận, cũng đã về nhì ngày hôm nay với những số điểm và những phần thưởng xứng đáng dành cho tất cả. Ngay sau đây, Nam Cường sẽ trao tặng giải nhì, giải á quân dành cho hai chị em Minh Hiếu và Minh Thuận. Với 50 điểm, các bạn nhận được số tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. Và đây, 110 điểm. Hai đứa mình phải không? Dạ, tương đương với 11 triệu phần quà tặng đã thuộc về hai chị em Hồng Nhung và Hồng Ngọc. Chúc mừng các bạn. Cảm xúc như thế nào khi mà mình đã, thứ nhất là mình lội ngược dòng thành công ở vòng 2 và đặc biệt là gây ấn tượng ở vòng 3 nữa? Em cũng không nghĩ là em sẽ đạt giải luôn đâu, nhưng mà cố gắng cố gắng chơi thôi. Cảm ơn Hồng Ngọc. Còn Hồng Nhung thấy sao? Hai tụi em có thể thể hiện được cái tài năng của mình cho nhiều người, nói chung như vậy là tụi em cũng hạnh phúc lắm rồi. Có bao giờ các bạn theo đuổi đam mê này nhưng mà gia đình lại không ủng hộ không? Mẹ em không có cho ạ. Nhưng mà nhiều lúc mà em cũng trốn đi. Như ngày hôm nay đến đây tham gia chương trình này, có trốn mọi người đi không? Không, em xin phép mẹ đàng hoàng. Thế như Nam Cường nghĩ các bạn không nên trốn, mà các bạn hãy bằng một cái cách nào đó thuyết phục gia đình, thuyết phục mẹ của mình. Bởi vì cái đam mê không phải ai cũng có, và có sự hỗ trợ từ phía gia đình thì lúc đó cái đam mê của bạn sẽ được tỏa sáng. Cảm ơn Nam Cường, cảm ơn cả hai bạn. Còn với hai chị em Minh Thuận và Minh Hiếu, cảm giác của mình như thế nào nào? Em thấy là mình đã đến chương trình này thì em và chị em cũng đã thi hết sức mình rồi. Em đến là chủ yếu là để học hỏi và giao lưu, gặp được nhiều người và đã kết bạn. Cụ thể là hai bạn dễ thương ở đây. Dạ. Đối với Minh Hiếu thì sao nào? Em nghĩ là giải thưởng không có quan trọng, quan trọng là mình học hỏi được những gì. Và sau này nhìn lại thì em sẽ cảm thấy rất là thích những cái giây phút mà đặc biệt như ở chương trình này. Dạ vâng, chỉ đến với Bí ẩn song sinh chúng ta mới có những giây phút đặc biệt như vậy. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, cảm ơn hai đội chơi, cảm ơn Nam Cường đã đến với Bí ẩn song sinh. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay với khung giờ rất quen thuộc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Bí ẩn song sinh được thực hiện bởi Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Hoa Đáp Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play hoặc App Store. Khán giả tại Hà Nội đã có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Thề câu hẹn ước cầu cao mâm quá đưa sang đàn trai đón dâu về. Chính quyền có bạn có bay.